Dạ em xin chào mọi người nha. Hôm nay trong video này em sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng bộ giác hơi 12 cốc không dùng lửa. Tức là mọi người có thể sử dụng bộ giác hơi không dùng lửa mà ở ngoài thị trường thì có rất là nhiều loại 12, 24 và 6 cốc ha. Nhưng mà loại 12 cốc là loại cơ bản mọi người rất dễ sử dụng và em thấy nó cũng đầy đủ rồi, mọi người gia đình mình sử dụng được rồi thì cũng dễ sử dụng rồi mọi người. Khi mọi người nhận hàng thì nó sẽ kèm cho mọi người 12 cái cốc này với 12 kích thước khác nhau nha mọi người, lớn nhỏ có ha. Và một sợi cái dây nối, một sợi dây nối để mình sử dụng khi mình tự làm cho mình ở sau lưng á. Và một cái ống bơm. Mọi người lưu ý là cái ống bơm này mà nếu mà mình sử dụng lâu á, vài ba năm mà nó bị hư hoặc là mọi người muốn mua thêm thì bên em có bán cái ống bơm hàng xịn luôn nha mọi người nha. Rồi, bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng. Đây, em sẽ làm video. Thứ nhất là khi mà mình tự sử dụng hoặc là người khác sử dụng cho mình ở những vị trí mà mình có thể tự làm được. Ví dụ như tay, đùi, chân thì mình tự sử dụng hoặc là người khác làm cho mình thì khỏi cần cái dây này nha. Thì bây giờ đây, em sẽ làm ở vị trí tay, em tự làm cho em. Đây, gắn trực tiếp vô. Đây, em làm nè. Rồi, mọi người thấy không? Đây, em chỉ vậy thôi là nó đã hút mình nè mọi người. Rồi, cứ lấy ra thôi. Ê, em lấy ra bị trúng. Này, em làm lại nghiêm túc nghe mọi người. Đây, đó, đó. Mọi người rất là dễ nha. Đó, mọi người lấy ra nhẹ nhàng thôi. Đó, nó động cái đầu này là nó bị tách ra á mọi người. Đừng có động cái đầu này. Đó. Nhẹ thôi, đó. Đó mọi người, thêm một cái cốc nữa nha. Đó, em làm cái cốc nhỏ đi, em thích làm cốc nhỏ, nhỏ mà có vỏ nha mọi người. Đó. Đó mọi người làm ha, mọi người làm đây, đó. Là những cái vị trí mà mình dễ làm, mình có thể mình làm vậy hoặc mình nhờ người thân làm cho mình ở sau lưng, mình làm hết 12 cốc xong qua một hơi mình làm thêm một vòng khác nữa. Quá dễ đúng không mọi người? Để một chút xíu thì mọi người có thể là bóp mấy cái tùy theo cái sức chịu đựng của mỗi người nha. Ví dụ như em ở đây em bóp 3 cái là em thấy là nó co cứng là nó được rồi nè. Còn ai mà chưa phê chưa đã nữa thì cứ bóp thêm cho nó tới khi mà mình thấy ok rồi thì mình cứ dừng thôi mọi người. Rồi bây giờ tới lúc ấy rồi thì mọi người cứ nhấc nhẹ vậy thôi là mọi người sẽ lấy ra. Đây mọi người lấy ra. Đó, em để chút xíu như em làm nhẹ em sợ đau á. Chứ ở sau lưng em làm nó còn đỏ hơn cái này nhiều lắm á mọi người. Em làm ở sau lưng nó rất là đỏ luôn. Rồi bây giờ em sẽ tự làm cho mình thì chúng ta sẽ cần cái dây này. Rất là dễ mọi người. Cứ mọi người nhận hàng phải không? Nó sẽ có cái cục xanh này mọi người về mọi người cứ gắn. Mọi người thấy cái ống này chứ gì? Rồi đây mọi người nối một đầu dây vào cái ống này cho em. Rất là dễ làm nha. Mới thì cái ống nó còn cứng, nó chưa có hợp cái tua. Rồi cái này mọi người chỉ cần nối vào cái đầu cốc thôi. Đó. Rồi bây giờ bắt đầu mọi người sẽ lòn cái này ở sau lưng của mình để mình làm ở những cái vị trí mà mình không tới được thì mình có tự làm cho mình. Ví dụ ở đây em sẽ lòn thay vì em lòn sau lưng cho mọi người nhưng mà bây giờ để dễ thì em sẽ làm ở phía trước nha mọi người ha. Đây em tự làm cho mình ở cái những cái vị trí mà có thể dùng nối dây em tự làm luôn nè mọi người. Đó xong mọi người cứ việc rút ra thôi. Đó là cái phần dây này nó sẽ giúp cho chúng ta như vậy. Là xong rồi mình làm xong rồi á thì mình gỡ ra mình làm cái vị trí khác. Thì cái này bằng nhựa mọi người, dễ sử dụng là cái thứ nhất, cái thứ hai nó cũng bền nữa. Em thấy cái này xài cơ nó bền hơn cái xài điện mọi người. Điện tích điện rồi mình không có tinh chỉnh được cái lực hút của nó, mình không có chủ động được cho nên là nó cũng khá là bất tiện á mọi người. Mà giá thành cái này lại rẻ mà xài lại bền. Đó, thì em luôn tư vấn mấy cô chú là mình nên mua bộ này nếu mà trong gia đình mình lâu lâu thỉnh thoảng tuần hai tuần mình dùng á thì mình mua bộ này mình để trong nhà cũng ok ha mọi người. Bên em á thì khi mua hàng thì em có tặng cho mình một cái gói cao dán con cọp này nữa. Gói này bên em có bán luôn nha mọi người. Bên em chuyên cao dán cho nên là khi mua hàng mọi người mua cái bộ giác hơi này em sẽ tặng kèm một bịch cao dán và miễn phí ship cho mọi người, miễn phí ship hàng toàn quốc luôn, giá chỉ 150.000 một bộ thôi mọi người. 150.000 một bộ như thế này mình xài rất là lâu ha mọi người. Anh chị em nào mua cái ống này rồi em có bán luôn nha mọi người. Dạ rồi mọi người có nhu cầu ủng hộ cao dán và mua bộ giác hơi thì ủng hộ giùm em ha. Em cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã mua hàng và ủng hộ và xem kênh của em ạ. Dạ em xin chào mọi người ạ.